quý vị và các bạn, thị trấn Đức Thọ là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Đức Thọ. Hiện nay, thị trấn Đức Thọ đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Một đô thị sầm uất sôi động nhưng vẫn còn những điểm rất lý tưởng để quý vị và các bạn có thể hòa mình với thiên nhiên và tận hưởng những khoảnh khắc an bình của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi. Nằm giữa lòng thị trấn Đức Thọ phồn hoa, chùa Quả và đền Hồ Nam tọa lạc trên đường Hoài Nhơn thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đặt chân đến đây, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự yên bình và an lạc. Chùa là một điểm dừng chân lý tưởng cho du khách tìm kiếm sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Một bảo vật văn hóa nằm ẩn mình giữa lòng thị trấn Đức Thọ, chùa Quả và đền Hồ Nam được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ 16, thời Lê Trung Hưng, đời vua Lê Anh Tông, trên diện tích quy hoạch hơn 8.200 m². Chùa Quả thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng các vị Bồ Tát. Ở đấy là tại gọi là tám tòa thành mẫu khí được UNESCO công nhận là di tích lịch sử thắng hàng, thì cả cố cầu trong tám tòa thành mẫu là có gồm có thờ quán lớn Tân Tiêu, quán Hoàng Bảy, quán Hoàng Mười và 36 cố cầu. Nếu mà nhân dân xung quanh vùng muốn làm ăn phát tài phản lộc bình yên thì mời đến tám tòa thành mẫu của chùa Quả Phúc Thái Tử tại tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh. Đền Hồ Nam thờ ba vị Khoa Bảng là Tả Thị Lang Phấn Nghĩa Hầu Trần Dực, Thượng Thư Bùi Sằn và Nguyễn Thế Lộc, những người có công rất lớn trong việc khai hoang lập làng. Đây là nơi bá quan giỏi cả văn cả võ, rất là linh thiêng, cho nên bà con Phật tử xung quanh vùng hệ mà có con cháu đi thi học hành bình thường là vẫn đến xin ba quan phù hộ cho cả cháu được thông minh hơn, học giỏi hơn. Nếu mà mọi người chưa biết thì mời về chùa Quả đền Hồ Nam để đến thăm chỗ thờ ba quan tiến sĩ đã được xếp hàng di tích lịch sử của tỉnh, đồng thời là các cái phóng ấn của các triều đại thì nhà chùa đang cất giữ đầy đủ. Đến bàn thờ hiện tại là thờ quán Trần Dực là ngôi chính, quán Bùi Sằn ở bên trái và quán Nguyễn Thế Lộc là bên phải. Nằm giữa lòng đô thị đất chật người đông, nhưng chùa Quả, đền Hồ Nam vẫn có một không gian xanh mát, khiến bạn cảm nhận được vẻ đẹp giản dị mà sâu lắng của đời sống tâm linh. Đặc biệt, vào mỗi buổi sớm mai, khi ánh bình minh dần tỏa sáng, không khí ở đây trở nên trong lành và thanh tịnh, giúp bạn dễ dàng tìm về với chính mình. Với những giá trị lịch sử và văn hóa, năm 2011, chùa Quả, đền Hồ Nam đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Vì vậy, ngôi chùa không chỉ là nơi cầu nguyện mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Quý vị và các bạn hãy dành thời gian để cảm nhận sự bình lặng và an yên, lắng nghe những câu chuyện về các nhân vật lịch sử được thờ tự tại chùa Quả, đền Hồ Nam. Thưa quý vị và các bạn, cách chùa Quả không xa đây chính là Hồ Mai hay còn gọi là Hồ Bầu Mối. Nơi đây được xem như là một bức tranh thiên nhiên dịu dàng, quả không sai. Chứng kiến tận mắt, quý vị và các bạn có thể thấy đây là một tác phẩm thiên nhiên tuyệt vời. Hồ Mai là công trình điều hòa, cũng là lá phổi xanh cho thị trấn Đức Thọ và các vùng phụ cận. Hồ Mai như một bức tranh thiên nhiên quyến rũ, mang đến cho du khách một cảm giác thư giãn tuyệt vời. Là nước trong xanh, phản chiếu những đám mây trắng bồng bềnh và cây cối xanh mướt xung quanh, tạo nên một cảnh sắc hài hòa và thanh thoát. Tập luyện thể dục, câu cá hoặc đơn giản là ngồi trên bờ và ngắm phong cảnh thanh bình của làng quê chính là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến với thị trấn Đức Thọ.
Nằm trong định hướng phát triển không gian đô thị của huyện, Đức Thọ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận đến năm 2035. Hồ Mai là một trong hai dự án thuộc lĩnh vực văn hóa đã được quy hoạch để xây dựng thành công viên trung tâm Hồ Điều Hòa. Tương lai không xa, nơi đây sẽ hình thành các khu vui chơi trải nghiệm, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, tổ chức lễ hội. Chùa Quả, đền Hồ Nam và Hồ Mai là những viên ngọc quý giữa lòng thị trấn Đức Thọ phồn hoa, mang đến cho bạn những giây phút an yên. Quý vị và các bạn hãy dành thời gian để khám phá và tận hưởng những trải nghiệm đặc biệt tại hai địa điểm này. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành với quý vị và các bạn trong hành trình tìm kiếm sự bình yên.